Mới đây, mẫu SUV Off-Road Gilly Cowboy đã chính thức xuất xưởng tại Trung Quốc, thu hút sự chú ý mạnh mẽ từ các tín đồ xe địa hình. Được phát triển dựa trên mẫu xe Gilly Icon, Gilly Cowboy được trang bị các bộ kit off-road chuyên dụng và hứa hẹn sẽ được ra mắt cuối năm nay với giá khoảng 354 triệu. Gilly Cowboy được thiết kế với ngoại hình mạnh mẽ, đậm chất SUV địa hình. Phần đầu xe cứng cáp với các lớp thiết kế xếp chồng, trong khi đuôi xe được trang bị một hộp chứa đồ đa giác bên ngoài tạo vẻ ngoài hầm hố và bền bỉ. Trên nóc xe, hãng trang bị thêm giá đỡ lớn và đèn pha phụ nhằm tối ưu hóa trải nghiệm off-road. Khu vực chứa đồ trên nóc xe có diện tích hơn 1m2 với tải trọng tối đa lên đến 50kg, đáp ứng nhu cầu chứa đồ cho những chuyến đi dài. Xe cung cấp 4 tùy chọn màu ngoại thất là trắng, xanh lá, xám và nâu. Với kích thước dài 4.369 hoặc 4.442mm tùy phiên bản, rộng 1860 mm và cao 1770 mm Gilly Cowboy lớn hơn mẫu Gilly Icon nhưng vẫn duy trì chiều dài cơ sở ở mức 2640mm, đảm bảo độ ổn định và khả năng bám đường tốt hơn trên các loại địa hình. Gilly Cowboy sở hữu động cơ 1.5 TD, cho công suất tối đa 133 kW khoảng 178 mã lực, và mô men xoắn cực đại 290Nm kết hợp, với hộp số tự động 7 cấp DCT. Động cơ này không chỉ mang lại khả năng vận hành mạnh mẽ, mà còn giúp xe hoạt động ổn định trên nhiều địa hình khác nhau, từ đường đô thị cho đến các cung đường off-road phức tạp. Bên trong, Gilly Cowboy được trang bị hàng loạt tiện nghi hiện đại với tay nắm phía trước ghế phụ, cửa gió điều hòa độc đáo cùng màn hình LCD 8.8 in và màn hình điều khiển trung tâm 14.6 in, với độ phân giải cao, được tích hợp chip E02 từ XX. Ghế ngồi sử dụng chất liệu da, denim và suede, cao cấp, tạo sự thoải mái cho người dùng. Logo Born Free được in nổi trên cả ghế lái và ghế phụ thể hiện phong cách tự do và khám phá của dòng xe off-road. Ngoài ra, nội thất còn tích hợp đèn nội thất, ghế lái chỉnh điện 6 hướng và tổng cộng 42 ngăn chứa đồ tiện lợi giải rác khắp cabin. Geely Cowboy không chỉ gây ấn tượng với giá bán hợp lý, mà còn với thiết kế đầy phong cách và trang bị tiện nghi hiện đại. Nhờ vào những nâng cấp về ngoại thất, động cơ mạnh mẽ và các tính năng nội thất tiện nghi, Geely Cowboy được dự đoán sẽ là lựa chọn hàng đầu cho những khách hàng đam mê xe địa hình tại Trung Quốc sự xuất hiện của Gilly Cowboy kỳ vọng sẽ mang đến làn gió mới, và khẳng định vị thế của Gilly trong phân khúc SUV off-road đầy tiềm năng.